Hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình đây. Tiêu tử ba đặng người nha. Quay những đứa bạn nhìn thấy không? Câu cá các bạn. Tôi vừa mới rảnh ngồi câu hết con câu ạ. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi điểm qua event sự kiện ngày mới và đặc biệt cập nhật thời tiết trong cái gì hot không anh em nhé. Và đầu video thì anh em tốt xin một like và subscribe hộ channel ạ. Cảm ơn người rất nhiều. Xem nào, thời tiết luôn anh em. Trước khi bị quên không tôi mà điểm sự kiện hay bị quên lắm. Mây trời đẹp anh em, tối nay còn mưa bạn nhá. 21 giờ 14 đến 22 giờ 14 anh em tranh thủ thời gian bát ạ. Đấy, chưa rảnh thì cũng ngồi đi câu tí anh em, hay là ngồi hết cả buổi trưa luôn ạ. Đây tôi câu từ lúc 9 giờ. Nó 9 giờ thì không đúng bạn, lúc gần 11 giờ, anh em nội, sau đây gần 11 giờ. Giờ 11 giờ là tôi bắt đầu tôi ngồi câu anh em, thế là ngồi đứng thế nào ngồi đây ra câu đến giờ luôn. Sợ thật. Ok, mát nào. Chu được 10 ngày. Được 500 cái à? Đúng không? Mỗi hôm được 50 cái thì là mất khi nào bao nhiêu nhỉ? 50 điểm trên là mất là được 10. Đúng rồi, 50 được 50 đúng rồi anh em. Rồi, là được 500. Ồ thế cũng được anh em, cứ đổi từ từ. Ồ ngon anh em. Đủ một đấy luôn này. Đủ để đổi một cái hồ cá tinh xảo luôn anh em. Ồ 6 cái luôn à. Cái này tăng gì? HP và speed thôi. Này đi anh em, cái này vẫn ngon. Một hai ba bốn năm. Tím ngoài ra đổi được thêm ở đây nữa anh em, đổi được 300 kim cương nữa. Mới có lên đổi không ta? Ok, lên đổi này. Vì cái này cũng chả dùng gì anh em. 300 kim cương các bạn được túi luôn. 60 điểm ạ. Đổi luôn đi. Rồi ok các bạn, cũng sương sương ngon lành rồi. Đền thờ phụng nào, cái đền thờ phụng anh em. Qua boss phát, xem bên boss có gì đặc biệt không. Anh dạ, lại có boss hẹo. Rút lại nào anh em. Về nào. Chẳng muốn quên gì nữa không anh em. Xây dựng nữa, đúng rồi, khu xây dựng nữa anh em. Vận chuyển phe đoàn. Ok, ra trận nào. Hôm nay vào này phải không quên được anh em. Nên vào nhìn thì làm sao mà quên được ạ. Đây rồi, ok, xong. Nên là xong phần trong này anh em nhé. Tăng được đôi chút điểm chiến linh tinh các kiểu thôi. Xem nào sự kiện này có gì hot anh em. Quà VIP nạp tiền dinh có hot. Ồ, đến mức 7k rồi. X10 hôm nay chọn là TH thì nó đút làm gì. Tiêu phí tuần này nhận được đồ đeo anh em nhé. Quả VIP khủng này anh em, mua bánh mì các bạn. Đây lại thêm câu chữa tích lũy bánh mì. Gói quà. Không gì đặc biệt. Nạp tiền chọn quà anh em, AB. Không có gì đặc biệt nhiều cho lắm anh em. À có thiết bị bùng nổ lộn, sorry anh em, có thiết bị bùng nổ này, kết hợp. Tuần này chúng ta có công viên có xác ạ. Nó lắm luôn, thấy công viên có xác anh em. Từ dẫn đâu luôn rồi ạ. Quần đảo 2 3 này. Ok luôn các bạn. Nhận điểm. Rồi. Làm nhiệm vụ phát anh em nhờ quản gia làm nhiệm vụ nào. Một chín hai bảy lần cấp còn một phát nữa anh em thì mới được. Nói chung là cứ phải thong thả thôi anh em.
luyện thể gộp anh em. Quét nào, 1, 2, 3. Đó, nói chung là nói rồi anh em cứ chăm chỉ thôi anh em. Level và up mà nhìn thấy các bạn. Đó, cứ tích cực thôi anh em, tích cực chăm chỉ là kiểu gì vẫn may cũng tới thôi. Tuần này mà có quét x2 là hên xui là mở được nốt chỗ này cho nó anh em. Thì ngoài này 6 củ được chiến rồi à, cũng hơi thấp nhờ. Thế thì nghe chừng vẫn hơi thấp các bạn. Pull đi, chưa anh em 30 đâu. Pull gì 30 vẫn chưa pull anh em, vẫn bình thường thôi. Ok, chạy túi nào. Đây rồi anh em, album dùng này được móc đồ thế thôi à. Ồ đây này anh em này, một đống thế này. Đây một đống thế này gọn nha. Tha hồ. Khu vực hình ảnh lên nào, kích hoạt. Kích hoạt anh em, xong đó là nâng cấp. 14 triệu hơn rồi anh em, nó hơn 14 triệu tiền. À, tình hình thì bữa tôi có bảo anh em về cái vụ mà chuẩn bị đua top sale mới ấy. Không biết là tình anh em học hành tổng kết đến đâu rồi. Hôm nay thì con gái tôi cũng tổng kết cuối năm xong rồi. Nên chỗ các bạn có thấy không, nếu được thì anh em chúng ta cũng chuẩn bị sắp xếp lịch rồi, chuẩn bị đua top VIP không đấy anh em. Đó. Cũng thông báo qua các bạn như vậy, không biết là có anh em đua không, đua thì comment nhá, tôi biết ạ. Này đua có sự kiện giải thưởng đồng hoàng các bạn nhé. Lần này chơi nó lớn tí, lâu rồi cũng tổ chức nhờ. Ủa lên quanh nãy giờ là hết sự kiện rồi đây à. Này bên phe đoàn tôi còn thiếu gì nữa không ta. Này đồ trong phe đoàn đổi như là mấy cái đồ này dùng hết rồi đúng không? Phải không? Hóa. Thế cái mình chưa có một cái Robin nào anh em. Được 7 điểm ạ. Mạnh thường. Còn thua. À đúng rồi, còn đổi kỳ tích đấy anh em. Đúng rồi, đây là quen anh em. Còn chỗ đổi kỳ tích nữa, xem tuần này chúng ta có gì đây. Quên mất. Đổi mảnh Nateos bá chủ này. Nateos quên Tabu Philly anh em. Kéo đeo vịt bầu. Deck Nuza. Deck Nuza anh em. Cũng khá nhiều chứ. Crit ạ. Ồ đồ nâng cấp ấy này, kệ sen đỏ anh em. Mạnh thường 6 6 3 6 4 2 4 2 4 thì được 4 4k điểm à. Ui hoàn thua anh em. Wow. À đây anh em, bộ đồ deck Chroma này. Ok, đó toàn bộ thông tin của tuần này anh em. Đó, không biết là các bạn thấy sự kiện sao, tôi thấy thì cũng bình. Không biết nói gì. Giờ như đang có tổ đội lên server X2 này và làm ván như đâu lắm không đi anh em. Đi ván trông cho đỉnh cao nào. Nói là đỉnh cao chứ toàn đi hỗ trợ thôi các bạn, đi xin hỗ trợ thôi. Ok, ra trận nào bạn ơi. Sầm F75 à. Giao lưu quá nào. 1-0, biết tầm này đi nổ không anh em. Xem bên được cho nó ra trận như thế nào. 26k speed thôi ạ. Ủa quái đầm đây, ui 35k anh em. Thằng đét ạ. Thằng đét là đèn luôn anh em. Úi trời ơi. Ném 1 phát 1 thôi ạ. Đấy, đừng bảo mấy con Pokemon này là yếu bạn nhé. Nói chung yếu khỏe tùy người chơi thôi, cho nên tôi thấy cháu nào yếu cả các bạn. Chơi game từ bữa giờ chưa thấy cháu nào yếu. Cháu nào cũng khỏe. Mà khỏe gọi khỏe kinh khủng luôn rồi không các bạn. Rồi. Xong luôn. Trời ơi, xong luôn các bạn. Tiếp tục. Ulti nào. Kìa, ulti đi, quái vật đồng mồi. Thế nên mình cũng ulti tiếp luôn.
công ty các bạn. Rồi trời ơi, ván này như có vẻ vẫn dễ đi các bạn. Công ty tiếp nào? À không à, bây giờ công ty chưa? Ui không luôn các bạn, quyết tâm cả bằng hẹo thôi. Thằng đét, công ty nào? Quy lực của rồng, một đấm anh em win luôn. Ở lâu ngày nói chung thì cũng nên quanh vui chơi thôi anh em, clip kết thúc đi nhá. Hẹn gặp lại theo giờ thì bye bye.